Xin chào tất cả các bạn, lại là Trinh đây. Và bây giờ hiện tại là 11 giờ đêm rồi nha. Và khi mà mình đang ngủ thì mình thấy đói bụng quá. Vậy là mình rủ chị bé cùng phòng với mình đi ra ngoài quan tá. Đó là khu vực đối diện khu đại học của mình để mà kiếm gì đó ăn. Và tụi mình mới đầu nghĩ là 11 giờ chắc là cũng không có nhiều đồ ăn, nhưng mà thực sự đi ra đó vào lúc 11 giờ thì có rất nhiều người và rất nhiều quán ăn vẫn đang còn mở cửa, vẫn đang còn phục vụ luôn. Đầu tiên tụi mình muốn kiếm cái gì đó uống và tụi mình phát hiện ra một cái tiệm này giá cả khá là rẻ, như cái ly mình đang chỉ vào đó là 8 tệ và mình cũng đang uống cái ly đó. Cả hai chị em đều có thể uống cái ly đó luôn, 8 tệ. Và cái thương hiệu này có ở Việt Nam. Tiếp theo là tụi mình kiếm một cái gì đó để ăn thì tụi mình rất là thèm chân gà xả tắc hoặc là cái chân gà nướng ở Việt Nam mình ấy. Nhưng mà ở khu vực bên này họ cũng có chân gà này, lưỡi này, rồi tất cả mọi thứ của con gà nha. Nhưng mà không phải là xả tắc hay là nướng, mà người ta kiểu nấu như là ngâm thuốc bắc vậy ấy. Vì vậy cái mùi của nó cũng hơi lạ lạ so với Việt Nam, nhưng mà nói chung lại thì khá là ngon. Và một điều mình không thích đó là giá cả nó khá là cao. Các bạn có thể tưởng tượng ấy, là một cân chân gà ở đây thì có giá đến 300 mấy lận. Đồ ăn đêm và cũng như là các đồ ăn vặt. Thì các bạn thấy mình đeo vào tay không? Tại vì mình đang ăn một món ăn vặt. Đó chính là các thể loại chân gà. Chân gà này. Đây là lưỡi hay gì đó. Và bây giờ là đến phần nhom nhem thòm thè. Mình sẽ ngồi ăn cho các bạn xem nha. Và các bạn có thể thấy là đồ ăn của Trung Quốc cực kỳ cay. Tương tự tất cả các món chân gà hay là cái món mình đang ăn đó thì rất là cay. Mình cay đến nỗi mà mình ăn đến chân gà thứ hai ấy, cái lưỡi mình muốn tua ra luôn. Nhưng mà thật sự là ăn cay thì nó khá sẽ làm phong phú cho khẩu vị của món ăn. Và bản thân mình thì ngày xưa khi lúc còn nhỏ thì mình cũng không ăn cay được. Nhưng mà khi mà lớn dần mình tập ăn cay thì mình lại thấy là cay là một gia vị không thể thiếu trong bữa ăn. Và mình sẽ thấy đồ ăn ngon hơn khi gia vị có một chút gì đó cay 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 cay. Và bây giờ là phần cuối của video rồi. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, mát mẻ và ngủ ngon nha. Đừng có thức dậy nửa chừng và kiếm gì ăn như Trinh thì sẽ bị mập như Trinh vậy đó. Nên là chúc các bạn ngủ ngon. I love you. 我爱你. 사랑해요.